nói đạo lý cho lắm mà vẫn ép người ta đến cùng. 30 Tết, chợ hoa rực rỡ, người người thi nhau chụp ảnh đủ các tư thế, nhưng năm mặt bà con thương lái méo xệch. Nếu chỉ vài cây thì không nói, nhưng giờ đó mà hoa chỉ còn cả vườn, thì chắc chắn họ đã có một mùa hoa Tết thất bát. Khi hỏi một cây, tôi không tưởng tượng được nó lại rẻ đến thế. Thường hoa Tết tôi sắm từ ngày 25, với những bông hoa nở lác đác từ đó và rực trong dịp Tết. Nay thiếu vài cây để cửa hàng, nên đi sắm luôn cho trọn vẹn. Một chị nói nhỏ vào tai tôi. Giờ em trả 50.000, họ cũng bán. Em mua vậy là mắc đó. Cảm ơn chị, nhưng nếu trả được hơn cho họ một chút nữa em cũng sẵn sàng. Chỗ này còn chưa đủ phí vận chuyển cho họ, chứ chưa nói cả một năm trời chăm sóc và hy vọng. Chị ta quay đi, chắc chị nghĩ tôi không bình thường. Lại chỗ dưa hấu, vẫn còn cả 100 quả. Bạn bán dưa đã ra giá 20.000 một quả, rẻ hơn cho, vẫn còn mấy bà lại trả 10.000 một quả. Đã vậy lại còn rao giảng đạo lý với người bán là thôi cuối năm rồi làm phúc đi để còn lấy lộc, sống thoáng để năm sau làm ăn tốt hơn. Tôi ngứa tai quá nói. Ừ, năm nào mà gặp mấy người như bà chắc người ta chỉ còn nước xuống suối vàng mà lấy lộc nhỉ. Đã ép người ta đến không còn mảnh giáp lại còn đi nói đạo lý nữa chứ. Việc mặc cả trong mua bán là bình thường, nhưng đến nước này mà mặc cả mức đó, tôi nghĩ là ác. Nó chẳng khác gì việc trục lợi trên sự kiệt cùng của người khác hay là tìm may mắn khi người khác không còn đường lùi. Hơn nữa, ngày Tết, chúng ta thường mang tiền cho đi để mong người khác may mắn, thì việc tính toán vài đồng tiền lẻ như thế, Tết của ta cũng đâu còn vui vẻ nữa. Mà tình trạng chờ đến 30 đi mua ép giá đã thành phổ biến nên hàng năm, không ít người trong chúng ta chỉ trông chờ thời khắc này để hân hoan kéo nhau ra chợ hoa Tết. Vậy đừng trách bà con tại sao lại chặt bỏ hết cây, đập nát hết dưa hấu. Tôi ủng hộ hành động này bởi vì đó là thứ phản xạ cần thiết đối với những người thích tìm niềm vui trong cơn khốn khó của đồng loại. Tuy nhiên, không phải ai cũng vậy. Chiều 30, tôi cũng thấy nhiều người cảm cảnh cho thương lái, gọi điện cho người thân mua ủng hộ hay bán giùm thương lái một tay. Hoặc gọi nhà chùa, mua để cúng dường chư Phật ngày Tết. Năm nay, tôi không đi chùa vào giao thừa mà 8 giờ tối đã đi, đưa gia đình anh trai đi cùng. Đến nơi, sư thầy vẫn còn bận biểu đi lấy đào mai Phật tử cúng, chở đầy trên xe. Một mình thầy loay hoay, chùa vắng, các huynh đệ đã đi làm Phật sự ở chùa khác. Tôi, anh trai và các cháu sắn tay giúp thầy khiêng chỗ đào mai vào chùa trồng vào chậu và giúp thầy cắm hoa trên các ban thờ cho kịp. Sau vài giờ, hoa cây đã trồng xong, đặt ngay ngắn ở các lối đi và các không gian thờ tự, hoa cắm cũng đã rực rỡ trên các ban thờ. Sư thầy đi tắm, ăn tối và chuẩn bị làm lễ cho năm mới. Bao năm rồi, tôi thường đi chơi Tết ở những chùa nghèo. Ở những nơi đó, tôi còn tìm được chút thanh tịnh đúng nghĩa của nhà Phật còn lại giữa những linh đình hào nhoáng của sư sãi thời quốc doanh. Mình đi chùa cũng đâu mưu cầu gì ngoài sự bình an, thì mình chỉ tìm đến với Phật một cách nhẹ nhàng, giản dị, chứ đâu cần phô trương màu mè làm gì cho lắm. Càng mưu cầu nhiều thì càng khổ, Phật dạy thế mà. Tôi chỉ nhắc lại thôi chứ nghe đạo lý nhiều mệt lắm. Mà giờ thì, sư sãi nói đạo lý hết ngoài đời đến trên mạng xã hội nhiều nhan nhản. Trong khi họ sống như thế nào thì không cần nói ra ta cũng tự hiểu.